Xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Thì hôm nay con xin đăng bán cái loại trầm rồng đỏ kỳ năm 2. Thì cái này cuối năm trước thì con cũng có bán. Năm nay thì con cũng có bán cái loại này. Con bán có hai kích thước. Một á là kích thước tầm 5 đến 7 cm. À, bán theo cây nha cô chú anh chị. Đây, ví dụ con chọn này đi. Tại cây 52 rồi, cô chú anh chị về. Đó, con bán theo cây. Kích thước từ 8 đến 12 cm ạ. Đưa đây. Mọi rơi vào 9, trung bình là 9 á. Tại một chậu nó sẽ có cây lớn cây nhỏ 8 đến 12 cm ạ. Thì là giá là một cây như vậy á, 8 đến 12 cm một cây là 50.000. Còn kích thước mà nhỏ tầm 5-6 cm á, như cây đây, như một cây đây á, thì nó khoảng 5 cm nè anh chị, thì bán là 40.000. Đó, cây đây thì con tính là 12 cm này thì là 50.000. Đó thì con bán theo thân như vậy, một thân dao động từ 40.000 đến 50.000. Cây phát triển rất là khỏe, cô chú anh chị có thể nhìn thấy nè. Bộ rễ của nó nè. Rất là khỏe luôn. Mầm tơ, mầm già rồi, cô chú anh chị về chăm thì cuối năm nó sẽ dài được như cây này. Cây này nó bị nhỡ nó lớn nè, cô chú anh chị thấy không? Đúng nè. Như chậu này con sẽ tính cả to cả nhỏ là 50.000 một đầu nè. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị cũng biết rồi, trầm rồng đỏ nó đặc biệt hơn các loại trầm khác là bông nó to và nó nở vào dịp Tết, thành ra người ta rất là chuộng cây này cô chú anh chị, về chơi bông được rồi đó nè. Như những cái cây thân già năm ngoái nè cô chú anh chị là nó đã có cái cuống nụ rồi nè, đây nè chú anh chị thấy không, năm ngoái là nó đã ra bông rồi. Nên năm nay thì cái cây này dài lên thì chắc chắn là sẽ có bông, tại vì cái loại này nó xiên bông, nó không phải xiên bông mà là sai bông. Đó, thì dao động từ 40.000 đến 50.000, đa số trong lô này là 50.000. Khi cô chú anh chị chọn mua hàng đặt thì như chậu này con bán 100.000 này. Đa phần là một chậu nó khoảng 100.000. Chậu này hai thân nè, với một thân nhỏ nè, 140 nè. Đó. Thì cô chú anh chị mua nhiều thì chậu nào nhiều cái nhỏ thì con sẽ bỏ bù những cái to cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị sưu tầm dao động một ngọn là từ 40.000 đến 50.000 nha cô chú anh chị. 40.000 là từ 5 đến 6 cm, còn 50.000 á là nó khoảng từ 8 đến 10 cm. Cô chú anh chị nào mua mà dính những cái chậu á, có thể dính những cái cây 40 thì con vẫn tính vào đó nha. Ví dụ mua 50 nhưng mà có những cái cây nó dính 40 thì con vẫn tính vào đó, chứ con không thể nào mà bứt nó ra được đâu ạ. Tại vì bứt nó ra thì nó sẽ hư cây á cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là con bán cây giả hạt năm cánh trắng hồng tím gieo hạt. Cái này thì bên con đã sổ bông trong cốc. Một cốc một thân như vậy. Nó kích thước nó khoảng 22 cm. Cô chú anh chị, 22 cm một cốc một thân. Như vậy là 120.000 một cốc. 120.000 một cốc. Chiều dài nó tầm khoảng 22 cm. Đó. Cô chú anh chị, nó đều đều như vậy, con chỉ còn số lượng rất ít. Con bán cho cô chú anh chị sưu tầm. 10 cây con cũng sẽ tặng một trầm rồng đỏ, 10 cây con cũng sẽ tặng một. Này 10 cây con cũng sẽ tặng một cây. Giá là 120.000 một cây. Tiếp theo là em bán cây long tu. Long tu cây bản như vậy. Đây. Đây là cây long tu, cây đang rất phát triển rất là mạnh. Long tu xuân nha cô chú anh chị. Hàng này bên Thái trồng. Hoa vàng đó, hoa vàng cô chú anh chị biết rồi. Một ngọn thì thường tầm 3 cây. Và cái cây này một bảng như vậy ạ, nó từng tầm ba ba cốc như vậy. Và đây thì em bán theo bảng,
bản nào nhỏ quá thì em không bán. Đây, một bản nó thường ba ngọn như vậy. Long tu ba ngọn, đã đi ngọn rất mạnh của chú anh chị ấy là tết có bông luôn ạ. Đây đây, cái này long tu xuân mà, đây đã có bông rồi này của chú anh chị nè, rất là xum xuê. Thì hàng đã thuần rồi, một bản ba ngọn và em bán cái này là 70.000 một bản. Long tu xuân 70.000 một bản như vậy, một bản nó ba ngọn như vậy rất là đẹp. Các chú anh chị về sưu tầm nhé, ba ngọn. Kích thước nó thì nó khoảng, để em đo rồi, khoảng mười mấy sen. Nó đang đi ngọn, mùa này không không dám vận chuyển dài nữa, tại vận chuyển dài về của chú anh chị dễ dập lắm, dập gãy, là mười mấy 20 sen tầm tầm á. Sưu tầm nhé. Long tu xuân. Rồi. Dạ, con tiếp theo, cái mặt hàng tiếp theo của bên con là ngọc điểm trung. Size một chậu nhựa 2 cây. Đây. Đây là size một chậu nhựa 2 cây. Tất nhiên là cây nó sẽ không đều rồi. Và lá của nó thì nó từ 5 lá. 5 lá. Cây này có nó từ 5 lá. Đó, một chậu 2 cây như vậy, có cây nhỏ, cây lớn. Cô chú anh chị. Thì con bán là một chậu 2 cây như vậy là 170.000 một chậu như vậy cho cô chú anh chị. Và mua 5 chậu thì con miễn phí ship toàn quốc 170.000. Cô chú anh chị nhé, một chậu 2 cây như vậy. Có chậu thì nó có hoa rồi đó cô chú anh chị. Chậu thì Tết vừa rồi nên Tết này chắc chắn là có hoa đó, cho cô chú anh chị sưu tầm. Đây con để ý một số chậu đây nè. Chị có thể nhìn thấy cái vòi bông của nó này. Có bông rồi. Chắc chắn là năm nay rồi cô chú anh chị chơi được rồi, chơi bông được rồi. Chậu 2 cây như vậy. 170.000 một chậu. Tiếp theo cái chậu loại 1 cây. 1 cây thì cây nó đẹp hơn, dài hơn. Cây chậu đôi 2 cây. Đổi lại thì giá nó là 120.000 một cây và mua từ 5 cây con cũng bao ship đây. Cái vòi nó có vòi bông rồi nè. Cái loại này thì nó to hơn cái loại 100.000 bữa trước một xíu. Có vòi bông rồi đó có chú chị. To hơn cái loại 100.000 bữa trước một xíu. Đây, vòi bông sẵn hết rồi. Loại 100.000 bữa thì nó chưa có vòi bông. Loại này thì Tết vừa rồi nó đã có vòi bông rồi. Chú chị đây nè, có chú chị thấy không? Nên Tết này chắc chắn có chú chị chơi bông rồi. 120.000 một cây. Và cô chú anh chị mua từ 5 cây con cũng sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Rồi con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con. À, đợt này hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video bán lan tiếp theo của con nhé. Xin bổ sung cái loại tiếp theo của con đợt này là cái dáng hương hồng. Dáng hương hồng của con đợt này thì con cũng vẫn sẽ bán là 130.000 và 5 cây con cũng sẽ bao ship cho cô chú anh chị nhé. Dáng hương hồng đã có vài bông. Đây. Rồi. Dáng hương hồng 5 cây con cũng sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua ngọc điểm trung, cây lớn, cây bé và dáng hương hồng này đủ 5 cây thì con cũng sẽ bao ship nha cô chú anh chị nhé. Rồi con xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con nhé.